Xin chào các bạn nhé, mình là Lê Văn Độc đây. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cái game mới, đó là game Long Kỷ Nguyên này. Game này là Long Kỷ Nguyên nhé. Đây, Long Kỷ Nguyên ở trên góc bên phải này. PK như rồng, bạo kích như rồng. Không có khách các bạn ạ. Taxi mà đói khách quá thì mình chơi game vậy thôi. Mình sẽ đăng nhập. Mình sẽ đăng nhập một cái tài khoản. Các bạn có thể kích chơi ngay. Các bạn thích kích ngay nhưng mà chơi rồi sau này các bạn không lưu được cái tài khoản của mình ấy. Thì mình sẽ đăng nhập một cái số tài khoản khác. Chơi luôn cái này. Mình sẽ chơi luôn bằng cái này luôn. Rồi, nó đang đăng nhập rồi. Rồi, nó đăng nhập đấy các bạn. Đó, thì chúng ta sẽ, nó có một cái thông báo này, các bạn cứ tích, tôi đã hiểu rồi, đây là cập nhật mà, và nó sẽ vào game. Đó. Nó đã nhận cái nick Facebook của mình rồi. Đấy, thì ở đây nó có cho chúng ta là quỷ tộc nha. Rồi là nó ngâm câu vịnh như thế, thế gian nào phân đen trắng, sinh tử thì vốn lẽ thường tình. Đấy, rất là kiêu hãnh nhỉ. Đây là thú tộc này, một lòng gì đây, vân tỉnh, gì một lòng vân tỉnh thiên hạ, một lòng vân đỉnh thiên hạ, kẻ nào cái gì lánh những cái lánh nhánh cái gì, cái gì dám ngáng đường ta, khó đọc quá. Gì đây, hồn tộc này mỉm cười trao đảo thiên hạ, hào quang độc ảnh cái gì diệt ma, úi giời kinh quá nhỉ. Mình sẽ chơi cái này và mình sẽ đổi cái tên này đi. Đó. Rồi tên thì mình sẽ lấy tên là yêu em đi, yêu em mãi đi nha. À thôi, yêu em, yêu em, yêu em, ok được rồi, cho hay tính tiền đầu đi 14, tiền đọc đi nha. Mình lấy cái tên rồi đấy, mình chơi yêu em ok nhá. Các bạn có chơi mà gặp yêu em ok thì biết là mình nhá. Hồn tộc nhá, mình sẽ thích chơi. Đây, các bạn sẽ thấy này, cái game này nó sẽ tự động hoàn toàn luôn. Góc bên trái là nó cho chúng ta cái thông tin này. Đấy. Công phòng HP chính xác né này, tốc độ sát thương rồi miễn cơ được đấy. Thì nó bên cạnh nó có bên trên trên cùng này, nó có những cái vàng bạc tiền này ấy, các thứ còn đánh nhau thì nó để tự động thôi. Đấy, chương 1 này chúng ta sẽ thấy nó vào. Đấy, chương 1 này các bạn đánh nhau chung kỳ là tất cả cái game này nó sẽ tự động hết. Game này gọi là game treo máy. Đấy, gọi là cày thôi. Đây này, nó cho chúng ta nhận này. Đấy, ta nhận trang bị luôn. Đó. Đấy, và bắt đầu nó tự động nó chiến luôn. Đấy, nó không chiến, ta đánh vào đây là chiến. Đấy, ta bấm vào đây là chiến. Đấy, chúng ta có thể đánh và chúng ta có thể treo máy. Đó, tất nhiên là nó sẽ tự động nếu chúng ta treo máy. Đấy, chúng ta có thể đánh như thế này. Đấy, bấm vào đây đấy. Thì thật sự ra thì những cái game treo máy như thế này thì là các bạn cày thôi, gọi là cày. Ở đây là tổ đội này, ta chưa có tổ đội này, cấp tỉnh cấp 4 này, đấy, ta chưa có. Thì ở đây chúng ta sẽ kích vào cái chữ hòa bình này ra cái gì? Hòa bình là bản đồ, chữ A là một cái bản đồ đó. Người tên hiện tại không có người bóc không có người hỗ trợ đây. Túi đồ này, chúng ta sẽ có túi đồ này, ta sẽ có những cái gì danh hiệu này, ta chưa mới lập nick chưa có gì đúng không, ta sẽ đánh này. Cấp 12 mở cái gì đây, không biết game này có đệ không nhỉ, game này có đệ và cưỡi thú không nhỉ. Mình thích chơi những game ấy mà nó có đệ, những gọi là phụ đấy, và gọi là phụ và cưỡi thú thì cái game nó trông nó rất là đẹp, mà có đệ thì mình đánh nó nhàn hơn, mình đánh nó nhàn hơn, đệ nó đánh rồi thì mình đánh nó sẽ rất là nhàn. Game này nó ở đây nó có chiếu cái gì đây, thú cưỡi này, đây này, thú cưỡi một ngày đây này, thú cưỡi bạo x5, thú cưỡi x5 nâng cấp thú cưỡi có tỷ lệ x2 x3. Đấy, tức là nhân cấp thú cưỡi thì chúng ta sẽ có thể tăng kinh nghiệm nhiều hơn. Chúng ta có mở server này, đua top này,
bất thưởng này. À, ta xem những cái này, thưởng nạp đầu tiên này, cái này và cái này có thể nạp thẻ và chơi, nhưng mà mình chơi game mình không bao giờ nạp thẻ cả, và mình chỉ chơi những game không nạp thẻ thôi, không mình chơi những game mà chơi vui thôi mà, mình không có chơi game một lúc nóng máy, máy nóng các bạn ạ, các bạn máy khỏe thì nên chơi cái game này, còn không thì thôi, chứ chơi này nó cũng hao lắm. À, đây là phần chat của chúng ta, nào thì chat ở đây. Đấy. Chat. Túi đồ không có gì, chưa có gì đâu, chưa nhặt được gì cả. Kết bạn này. À, rồi sẽ có những người sẽ kết bạn với chúng ta. Đó thì đấy, mình đánh cái này mà sao mà vẫn chưa hết nhỉ? Sao mãi chúng nó không chết, đánh đâu thế nhỉ? Nó nào mà mình sao này nó có hồi sinh không, kiểu gì nhỉ, sao mình đánh mãi nó không không chết nhỉ, tăng cấp rồi mình không bấm nữa, nó đứng yên cái treo máy ở đâu nhỉ, sáng mình có thể treo máy được. À, đây đây là auto đấy, auto cái chữ auto này nó sáng lên là đấy là nó sẽ treo máy các bạn đấy, mình cũng không biết mình cứ bấm ấy. Đây đấy, cấp 4 tiểu như là à, cấp 4 thôi này đấy, nó đang chiến đấy các bạn, đấy nó đang chiến đấy. Đấy, nó đánh lâu thế nhỉ, sao hôm sáng tầm sáng hôm qua mình đánh, tầm sáng nay mình lập cái nick kia nó đánh nhanh, sao lại đánh lâu thế nhỉ, mãi không thấy qua cả ai. Ở đây không thấy nó sát thương, gây sát thương lên mình nhỉ, mình nhìn thấy vạch máu của nó nhưng mà mình không nhìn thấy vạch máu của mình không biết vạch máu của mình ở đâu luôn. Vạch máu của ở đây nó là 814 trên 820 trên góc bên trái này các bạn ạ, không biết là có phải ở cái này này đây là vạch máu không, không biết, nhưng mà thôi mình cứ cắm auto để nó đánh thôi, để nó đánh. Nó đang làm cái nhiệm vụ vừa đấy, đọc nó nhiệm vụ gì, nhiệm vụ lính tướng này, nhiệm vụ gì nhỉ, không biết nữa. Cái này đây exit nó cứ cộng này, nó giết được con nào lại cộng exit luôn. Đây là trang bị này, bộ chiến tần hồn, bộ quan sát này, bộ huyết ảnh này, đấy nước chiến. Mình thì mình thích cái màu đỏ hoặc màu tím này. À, chơi màu nào cũng được đấy. Chơi được màu này đi, chơi màu này kích hoạt đâu, à không có đồ để kích hoạt, không có đồ kích hoạt, nó đang auto một cái bộ đồ màu vàng, nó auto bộ đồ màu vàng, auto bộ đồ kích hoạt đâu nhỉ, không kích hoạt được, bao giờ đủ đồ mới kích hoạt được, còn nó bây giờ đang auto một cái bộ đồ cơ bản. Đánh lâu thế nhỉ? Sao nó đánh lâu thế nhỉ? Máu đây chắc máu ở góc bên trái trên cùng này các bạn ạ. 815 817 nó cứ tăng rồi lại sụt xuôi. À, mãi không giết hết nhỉ. Nó cứ hồi sinh nó sống lại hay sao ấy? Đánh có vẻ lâu lắm. Ở kia có gì đây? Tĩnh mạn cái hạo khí à, tĩnh mạn hạo khí chắc là auto, nhân vật auto à? Nhân vật auto hay là một nhân vật chơi nhỉ? Đấy, đang chơi đấy các bạn ạ. Thủ đội. Rồi thì mình xem có ai cấp 12 linh tướng này. À tức là cả mình đang chơi cái nhiệm vụ linh tướng này, bao giờ cấp 12 thì mình đạt cấp 12 thì mình sẽ đạt nó, có phải không nhỉ? Mình chỉ biết là nào vào và cày thôi. Mình đang gì video bạn giới thiệu bạn cái game này. À đây là cấp 6 ấy mà. À nó có 4 ulti này. 5 ulti, thực ra là có 5 ulti các bạn, 5 ulti. Cấp 24 mới mở hết 5 ulti. Cấp 7 5. Cấp 6, cấp 9, cấp 15. Cấp 24. Hết. Hết ulti. Nó đang cái các bạn. Đấy. Bây giờ mình thử ao ra được không nhỉ? Mình thử ao ra cái gì nhỉ? Mình thử trốn ra khỏi cái phòng này cái gì nhỉ? Tắt auto đi nhá, xong mình ao ra. Ao ra chỗ nào nhỉ? Mình không biết là mình ao ra ở chỗ nào nữa. Chạy. Ao ra ở đâu nhỉ? Chân đây có phải nối ao ra không? Ao ra ở đâu nhỉ? Mình không biết là nhiệm vụ chức năng thú cưỡi cái gì mình đang à
ao ra kiểu gì nhỉ, ao ra kiểu gì nhỉ, mình không biết ao ra kiểu gì luôn chứ ạ. Mình tự ao ra mà không biết ao ra kiểu gì luôn. Cài đặt màn hình. Đây có màn hình hiện tại. Phạm vi máy chỉ là này có nhỉ. Này auto. Đang tự động chiến đấu. Đang tự động chiến đấu thì tại sao nó lại đứng yên này. Nó không đi tìm giặc cái này. Mình cứ đứng yên, nó đứng yên này. Ao ra kiểu gì nhỉ. Ao ra kiểu gì nhỉ. Mình cũng không tìm được cách ao ra luôn. Các bạn chỉ cho mình cách nào để ao ra. Mình kích auto rồi, tại sao nó lại đứng yên này. Ở đây này, có rất nhiều người chơi cùng mình này. Jin Dubai. Jin Dubai. Jin Dubai. Cái gì, Đinh Lạc Năng Tuyết là cái gì đây. Auto. Giết. Auto. Ao ra kiểu gì các bạn, theo các bạn nghĩ ao ra kiểu gì, mình không biết ao ra. Bây giờ mình sẽ không biết ao ra thì mình sẽ kích như thế này để thoát ra vậy. Rồi, thoát ra rồi. Bây giờ mình sẽ vào lại xem hình thức nó sẽ như nào nhé. Rồi, để review các bạn cái game này mà các bạn cảm thấy hay để các bạn chơi, không cảm thấy thì thôi nhé. Đây là game Long Kỷ Nguyên. Thật ra nó có rất nhiều game cày như thế này để giết thời gian và giải trí mà. Nó đang chào vào kia, nó chào vào cái giờ lại, cứ ok đâu, lại đăng nhập vào lại. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thấy lại yêu em ok đây này. Đấy, cấp 13, cộng cái gì đây? Cộng, tổng. Không, quay lại, mình đang chơi nhân vật này rồi, mình không. Nó có thể cho mình chọn thêm hai nhân vật nữa, cộng thêm hai nhân vật nữa, mình không cần. Mỉm cười chào đã thiên hạ, hào quang độc ảnh diệt ma. Chơi đua server này, chúng ta đang vào game chiến đấu. Game này cài đấy, chúng ta lại vào cái ải này thôi, nó lại vào đây và chúng ta lại cài auto và nó sẽ tự động chiến đấu luôn đấy. Muốn thoát ra thì chúng ta chỉ có cách là vứt vào đây. Đây là mình chưa biết cách nhá, các bạn có thể nghĩ cách khác, các bạn có thể nói mình biết, mình không biết cách. Cái này có lẽ nó sẽ cài tự động thôi, mình cũng không hiểu lắm. Đấy thì giới thiệu các bạn game Long Kỷ Nguyên này nhé. Đấy các bạn, vì game này sẽ có thú cưỡi và các thứ, và mình sẽ đánh đến cấp 24 và mình sẽ có thú cưỡi và có một số đồ cơ bản rồi, để mình sẽ review trước các bạn là khi mình đặt đến đấy thì cái game nó sẽ có cái gì, trông nó có hay không nhé, thì mình sẽ review các bạn. Đây sau đây là giới thiệu thôi, video giới thiệu thôi nhé. Thì mình sẽ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video khác nhé.